Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Minh Sơn. Các bạn có thể thấy được xung quanh tôi đây rất là nhiều máy cắt cỏ. Và hôm nay mình về một lô máy cắt cỏ của Mitsubishi TU-43. Các bạn có thể biết được thời điểm hiện tại và thời gian gần đây thì tất cả những cái dòng máy 40, nòng 40 ấy, nó trở lên lấn lướt các cái dòng máy nòng 34 cho đến 36 rất là nhiều. Bởi vì cái nhu cầu hiện tại của người tiêu dùng chuyển dịch từ cái việc mà dùng dao sang việc dùng cước. Chính vì vậy thì các bác ưa chuộng những cái dòng máy công suất lớn để có thể đủ công suất vụt cước nó hiệu quả và tối ưu hơn. Đối với cái thời điểm này thì các bạn thấy tất cả các hãng trên thị trường hiện nay đều tăng giá, đều tăng một cái cách kinh khủng khiếp. Để như những cái dòng máy ví dụ như Estin các bạn muốn mua đâu đó rồi tầm 5,5 triệu. Kawasaki TJ53 các bạn mua với mức giá 6,250,000. Huvana 541 bị đẩy giá một cách kinh khủng khiếp lên đến gần 7 triệu đồng. Huvana 541 bị đẩy giá một cách kinh khủng khiếp lên đến gần 7 triệu đồng. Đó là những cái mức tài chính ở cái thời điểm lạm phát như thế này, nó vượt quá với cái nhu cầu của người tiêu dùng. Và một cái giải pháp cho các bác sử dụng những cái dòng máy chất lượng tốt nhưng giá thành hợp lý hơn, đó chính là Mitsubishi TU-43 với mức giá hiện tại bây giờ tăng đợt 1 là 4,950,000. Có tặng một chai nhớt American cho khách hàng sau khi mua máy. Ok, các bạn có thể thấy được số lượng rất là nhiều, rất rất nhiều luôn. Và hôm nay kênh của mình, kênh video của Điện Máy Minh Sơn đạt 130,000, đạt 130,000 sub. Do đó thì mình tặng cho các bạn, nếu mà các bạn sau khi ai mà mua cái máy cắt cỏ Mitsubishi TU-43 này, mình tặng cho các bạn thêm một cái kéo của Kavi. Cái kéo này mã của nó là 751TSS đây nha các bạn nha. Quà tặng thôi, coi như là cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với Điện Máy Minh Sơn trong suốt thời gian qua. Ok, để cho những bác nào mà chưa biết đến Mitsubishi TU-43 thì hôm nay mình cũng sẽ show qua để cho các bạn xem một chút về cái dòng máy này. Khi mà mở một thùng cà tông máy này ra thì các bạn có thấy đầu tiên các bạn sẽ nhận thấy ngay đó là một quyển sách hướng dẫn. Trên quyển sách hướng dẫn này nó thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh các cái hướng dẫn sử dụng các bạn, cũng như là bảo trì bảo dưỡng, cũng như là một số cái quy trình gì đó tiêu chuẩn gì đó để cho các bạn có thể tham khảo. Hướng dẫn rồi là vệ sinh chỉnh xăng nọ kia, nhưng mà đều thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Nên cái này thì các bạn nên xem hình thôi. Chúng ta nên xem gọi là gì nhỉ? Nhìn hình đuổi hình bắt chữ. Ở cái quyển sách này. Ok, Mitsubishi thì nó có 3 model đang phổ biến, đó là TU-26, TU-33 và TU-43. TU-33 có trọng lượng kích thước gần như TU-43 luôn. Tuy nhiên quả piston của nó chỉ tầm 36 ly thôi, chênh 4 ly so với 43, trong khi đó giá chỉ chênh nhau 200-300 nghìn. Chính vì vậy TU-33 mình không làm luôn, bởi vì nó không đạt được cái tiêu chuẩn, tiêu chí quan trọng nhất của mình, đó chính là phải nhẹ hơn. Nhưng mà TU-33 thì lại gần như nặng bằng TU-43, chính vì vậy mình không làm TU-43. À TU-33 nói rõ nhé, chỉ làm TU-43 thôi. Và TU-26. Đây, khi các bạn tháo ra thì có một cái lớp ở trên thì các bạn tháo nó ra. Rồi, đây là chiếc máy của chúng ta. Chiếc máy này thì mình có cả những cái video đập thùng, đập hộp rồi là tháo tung ra từng chi tiết để cho các bạn xem rồi. Dòng máy này thì thật sự luôn, nhiều bác ở những cái khu vực nào mà mình nghĩ là bụi bẩn quá thì các bạn nên xử lý cái phần lọc gió nhé. Thời gian sắp tới thì mình sẽ làm một cái lọc gió, mình đặt rồi khoảng tầm 1000 cái lọc gió giấy để lắp vào Mitsubishi TU-43. Khi mà mình chuyển sang lọc gió giấy lắp vào TU-43 thì chắc chắn là nó sẽ khắc phục được cái nhược điểm là cái phần lọc gió của TU-43 nó quá sơ sài. Còn nếu mà những bác nào mà phát cước ở những cái địa hình các bác không quá bụi, không bụi nhá, thì TU-43 vẫn đảm bảo, bởi vì chất lượng hơi của nó cực kỳ tốt. Nếu mà hơi nó không tốt thì cái tiếng, cái lực máy của nó ra không bao giờ ấm được như những cái dòng máy khác. Đấy, thì khác biệt so với dòng máy khác. Và các bạn thấy chỉ có những cái dòng máy mà chất thật sự luôn, hơi nó phải khít, căng, thì cái tiếng máy mới ra nó mới rất là lực. Và TU-43 tiếng máy nghe ra cực kỳ lực luôn. Con này trọng lượng khô của nó khi các bạn lắp lên loanh quanh khoảng tầm hình như 8 cân. Đấy các bạn nhá. Nên là các bạn lưu ý, khi mình đã gặp những cái trường hợp rồi, khách hàng mua hàng tuy nhiên là cái trọng lượng nặng quá làm lại phải thanh lý đi, mất lỗ ở gần cả triệu bạc. Nên là anh em cẩn thận nhá, mình mua mình phải lưu ý. Rồi, chiếc máy này thì hiện tại có hàng giả hàng nhái nên anh em lưu ý, mua mình phải mua hàng chính hãng. Tất nhiên này, các bạn có thể thấy được thiết kế con này này, sử dụng chế hòa khí chế ngang của Wamro WIK, và chế này có ốc chỉnh. Wamro nó có rất nhiều mã chế nhá, không phải mã chế nào cũng có ốc chỉnh đâu. Chế này là chế ốc chỉnh và họng.
họng gió của nó là họng 14. Đấy, Wamro WIK họng gió 14 có ốc chỉnh nhá. Rồi, trên lốc có dập nổi dòng chữ Mitsubishi trên lốc này. Đấy, trên thân máy có một cái tem Mitsubishi. Dòng này mình nói rõ luôn, nguyên văn luôn, nổ tiếng Việt luôn nhá, là sản xuất tại Trung Quốc. Không nhiều bác lại nói là thế này thế nọ thế kia, dòng này là sản xuất tại Trung Quốc. Con này có một cái ưu điểm mà mình thấy ít những cái dòng máy nòng 40 có, đó chính là trợ lực giật cực kỳ nhẹ luôn. Dòng máy này giật cực kỳ nhẹ luôn. Đây, Made in China, mình rất là công khai luôn, rõ ràng. Dòng máy này là sản xuất tại Trung Quốc. Mitsubishi TU43 được cái là đồ thay rất là sẵn, chả thiếu gì cả. Đây, côn của nó đây, trên mặt này thì có một dòng chữ Mitsubishi cũng dập nổi này. Đấy, thế thôi. Mitsubishi lại ăn nhau tiếp ở một cái đó là gì? Là cái cần. Ở Việt Nam hiện tại như mình biết là có hai đơn vị đang nhập khẩu Mitsubishi. Đó, không tiện nói tên bởi vì động chạm. Tuy nhiên cái đơn vị mà mình lựa chọn làm đối tác để nhập Mitsubishi về bán thì sử dụng cái cần Mori SH450. Cái cần này thì mình đã giới thiệu với quý vị các bạn rồi. Cái cần này thì bắt chuối của nó rồi ống cần của nó rất là đẹp. Xem qua không anh em, xem qua, mình rạch qua cho các bạn xem. Tôi xem qua nhá. Mình sẽ dùng luôn cái kéo được tặng của quý vị các bạn này để rạch ra các bạn xem. Cái kéo này tặng ra chính ra rất là nhiều tác dụng nha. Các bạn đi vụt cước rồi có cái kéo này cắt cước rất là tiện, đút túi luôn, rất là tiện. Đây mình sẽ sâu qua cho các bạn xem cái cần nhá. Đây, cái cần này là cần Mori. Cần này có bị một cái nhược điểm là cái ống cần của nó, ống gân, nó thiên về chất lượng, do đó cái ngoại hình nó sẽ không được bắt mắt. Bởi vì sao? Bởi vì cái tem của nó ấy, nó sẽ không bám. Đây anh em thấy không? Đây này, ống cần của nó này là ống gân. Anh em không? Cái gì gân rất là nhiều cảm xúc. Chính vì vậy rất là nhiều anh em thích, nhiều chị em thích đồ gân. Đây, gân này, gờ này. Nó sẽ cứng hơn, tăng cứng cho cái ống cần này. Ống cần này là ống cần 28 ly nhá, cần Mori. Đây, đầu bò Đài Loan. Đầu bò này các bạn lưu ý nhá, cái chất liệu chỗ này nó hơi mỏng một xíu. Nên là khi các bạn chọc cây vào chốt, cố định vị trí mà các bạn vặn ấy, vặn tới tay thôi. Nhiều khi anh em mắm môi mắm lợi anh em vặn, nó gây là giòn và vỡ. Đấy, hoặc là cái chi tiết này này, các bạn thấy nó khít khít này. Nhiều bác cứ vặn cố vào nó bẻ làm nó gãy cái phần đầu bò này, nên là các bạn lưu ý nhá. Của bền tại người chúng ta sử dụng phải đúng. Trên cái đầu bò này nó thể hiện tốc độ vòng chịu được của cái đầu bò này là mắc 9.000 vòng nhá. 9.000 vòng trên phút. Dập nổi luôn 9.000 vòng trên phút này. Và các bạn có thể thấy được cái đầu bò này chén rất là sâu lòng. Sâu lòng như này. Đấy, nhìn cảm giác rất là xịn sò nhá. Rồi ok. Cái cùm này, úi giời, cùm này thì có mà hỏng mấy đời cần không hỏng cùm. Rồi, bắp chuối này. Chén chuông này. Đây chuông đây. Rồi. Ăn nhau ở Misu là ăn nhau cái cần thôi anh em ạ. Đồ đạc của nó thì mình sâu luôn cho bạn xem. Nó là tay ga bóp không hãm nhá. Dạng tay như tay Honda UMK ấy. Ừ. Tay bóp không hãm nhá. Công tắc tắt bật này. Rồi. Không có gì cả. Rất là ổn. Dây đeo một vai nhá các bạn nhá. Đây. Mình sâu kỹ để cho các bạn có thể thấy được rõ ràng hơn. Đây, dây đeo một vai. Rồi, túm quần lại là sâu cho bạn xem cái lượng hàng về để các bạn yên tâm khi mà mua hàng. Đấy, điện máy Bình Sơn chúng tôi rất là uy tín. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với điện máy Bình Sơn nhá. Theo số điện thoại chúng tôi sẽ để ngay dưới màn hình các bạn thiện theo dõi hơn. Hôm nay là thời điểm ngày 29 tháng 6 năm 2022. Nếu các bạn mua một chiếc máy này mình sẽ tặng với giá là 4.950.000. Hôm trước mình cũng đã thông báo là tăng giá rồi. 4.950.000 tặng cho các bạn một cái kéo. Tặng một cái kéo và tặng một chai nhớt American để cho các bạn có thể sử dụng bền máy hơn. Rồi một lần nữa thì cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.